Mà lần cuối cùng thì tôi muốn cái gì bây giờ nhỉ? Trước đây là giảm cái bài tập mà thôi. Hôm nay tôi sẽ dành một buổi cuối cùng, tôi sẽ nói về một số tính năng nâng cao mà nó nằm ngoài cái chương trình của sách giáo khoa lớp 10 nhé. Tức là một số cái mà phát triển thêm một chút nữa để các bạn hiểu hơn cái môi trường lập trình Python nó rất là hay như thế nào. Đấy, chúng ta đã học mà được các cái kiểu dữ liệu cơ bản nhất, chúng ta biết rồi, nhắc lại một lần nữa, chúng ta luôn phải nhớ lại là các đối tượng dữ liệu cơ bản mà hầu hết chúng ta đã biết, và nó là thật là đây là những cái kiểu dữ liệu cơ bản nhất mà hay dùng nhất ở trong trong Python, đúng không? Kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu số, kiểu sâu ký tự, kiểu bool, kiểu logic, rồi là dữ liệu list. Đấy. Rồi là tuple. Đây là những cái dữ liệu tuple là dữ liệu ống, list là dữ liệu mảng, chúng ta vẫn biết nha. Thì đây là những liệu kiểu dữ liệu cơ bản chúng ta biết rồi, và bản thân những cái từ này khóa này nó là những cái hàm luôn, cái hàm chuyển đổi luôn. Ví dụ là in là chuyển đổi từ 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 sâu ký tự sang sang in, float là kiểu là cái hàm chuyển đổi các dữ liệu khác sang float. STR là cái hàm biến đổi các kiểu dữ liệu khác sang cái kiểu dữ liệu sâu. Bool cũng vậy, list cũng vậy và tuple cũng vậy nhé. Đó, thì chúng ta chú ý. Thì đây là cái năm kiểu dữ liệu, sáu kiểu dữ liệu cơ bản nhất. Ngoài ra chúng ta biết rồi, chúng ta đã biết rằng ở trong Python thì tất cả mọi thứ mọi mọi thứ đều là đối tượng hết. Đều là khái niệm là class hết, đối tượng dữ liệu hết. Cái này là cái rất đặc biệt. Bản thân tất cả các đối tượng khi tôi biết là 16 thì máy hiểu A đây chính là cái số 16 làm đối tượng dữ liệu kiểu nguyên, và chúng ta có thể biết là 16 nó hỗ trợ cho cái gì. Đây là tôi đi 16 lên, nó ra ngay là những cái hàm số để hỗ trợ cho cái 16, và tôi biết gì là tôi gọi là 16 chấm, chẳng hạn như là chấm là bit length, là cái hàm, là cái phương thức để mô tả cái chiều dài mà bit của cái bit length, bit mẹ đây không là cái bit length, tôi bị sai chỗ nào nhỉ? Bit length. Đây là cái hàm hàm đây mà. Từ từ kiểm tra một chút nhé. Không sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Vì heo một điều chút thì tập ra thấy ngay là nó sai chỗ nào nhé. Là phải là 16 như này nó mới ăn. X. Vậy với 16 không ăn mà phải là x chỉ chấm bit length mới ăn. Đấy, như vậy là cái đối tượng. Tôi hiểu là các cái giá trị, cái x bằng 16 thì x chỉ là cái đối tượng. Là cái định danh chỉ vào cái đối tượng là có giá trị là 16. Được chưa? Rồi như mọi thứ nó đều là đối tượng cả. Ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ. Chúng ta biết rồi là kia chúng ta sử dụng hàm range rất là nhiều lần, đúng không? Thì bây giờ khi mà tôi viết như này. Tôi viết là type range 10. Nên là class range, hay thì viết là A bằng range 10. Thì A nó sẽ là type, A lên nó sẽ là gì? Nó là kiểu dữ liệu là range. Đó, nó làm đối tượng kiểu dữ liệu range, và range này làm kiểu dữ liệu là nó là kiểu dữ liệu người ta gọi kiểu dữ liệu tuần tự.
hay là nó là cái dãy, nó là cái dãy nhé. Đấy thì là cái mà chúng ta có thể viết như là a không, đúng không? A một là len của a. Thì như vậy range cũng là cũng là một đối tượng dữ liệu nhé. Viết viết này thì nó cũng là một đối tượng dữ liệu. Hay là biết tôi biết là như tôi biết là a này bằng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi tôi biết là x thì bằng a chạy từ vị trí 1 đến vị trí 4 thì time x lên x thì cũng là một kiểu dữ liệu. X thì ở đây khi tôi biết như này, đây là khái niệm vùng chỉ số chúng ta biết rồi đúng không? Thì cái đó khi tôi biết này nó là một cái dãy con, nhưng mà bản thân nó thì không phải là kiểu dữ liệu list, nó là kiểu dữ liệu đặc biệt. À nó vẫn là kiểu dữ liệu list đúng không? Nó vẫn là kiểu dữ liệu list và nó là kiểu dữ liệu list con. Đấy, x gì đây? X gì đây? Đấy. Thì cái đối tượng x này là khác với đối tượng a. X là một đối tượng con của a, nó là một cái đối tượng list là một dãy con của a, nhưng mà bản thân nó không phải là a. Đấy, khi tôi biết x is a thì nó không phải là a. Yeah. Không phải là a. Rồi, thì đó là cái, như vậy class cũng là một cái range, cũng là một cái lớp dữ liệu thuộc dạng dãy. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy là như vậy chúng ta biết là những cái số liệu chúng ta đã học rồi ấy. Thì như sau, thì để tôi kiểm tra một chút nữa xem như này nhé. X thì bằng a không hai, thì kiểm tra thêm một chút nữa nhé. Tài x sẽ là cái gì? Chứ là cái bao giờ vẫn là đúng, nó vẫn là list nhé. Như vậy là tất cả cái vùng chỉ số này mà ta đã biết rồi thì nó đều là tạo ra các đối tượng, nó cũng là làm đối tượng dạng list. Được rồi. Thế thì như vậy là tất cả các đối tượng như là str này, list này nhé. Tuple nhé. Rồi range. Đấy thì bốn cái kiểu dữ liệu này nó giống nhau ở chỗ là nó là đều chúng ta có thể hỗ trợ bằng, chúng ta có thể truy nhập vào, nó là một dãy các phần tử, chúng ta có truy cập vào từng phần tử của nó, và cả bốn kiểu dữ liệu này đều có cái khái niệm là có cái hàm len, rồi là dữ liệu chúng ta có thể dùng là for in ở trên cái dãy dữ liệu này. Thì cả bốn cái dữ liệu này thì người ta gọi chung nó là một cái từ, nó là cái dãy dữ liệu, nó là sequence, nó là dãy. Như vậy là khái niệm dãy, khái niệm là sequence ở trong Python nó là một loạt những cái dữ liệu là giống như là list, thực tưởng lên nó là một dãy các phần tử mà chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một bằng khái niệm chỉ số. Và đã như vậy rồi thì khái niệm là vùng chỉ số là đúng, vẫn ăn như thường. Cái này áp dụng cho cả cái này, áp dụng cho cả sâu, cả list, cả tuple, cả range, áp dụng hết. Và tất cả bốn cái này nó là thuộc cái loại dữ liệu, nó gọi chung là sequence. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ ngoài khái niệm là sequence ra, là dãy các phần tử tường minh, nó đã hiểu là sequence là dãy các cái phần tử tường minh. Ngoài ra thì Python còn có một lớp các dữ liệu khác nữa rất là hay nữa. Đây là cái lớp con. Nó gọi là cái lớp nó mở rộng hơn của sequence. Thì một lớp nữa nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự. Rất quan trọng. Cái lớp này là cái lớp rất quan trọng. Hay tiếng Anh nó gọi là iterable. Đấy. Thì iterable là cái gì? Là cái kiểu dữ liệu iterable là nó hơi giống sequence. Nhưng nó khác sequence ở chỗ là gì? Là nó chỉ cho phép chúng ta dùng chạy cái lệnh for thôi, for in thôi. Chứ nó không cho phép là truy cập vào từng phần tử một. Đấy, như vậy là cái iterable là kiểu dữ liệu nó rộng hơn là kiểu dữ liệu sequence, nó mở rộng hơn. Thì tất cả những cái dữ liệu như là str này, list này, range này và tuple nó đều là iterable hết, nó là cái tuần tự. Nhưng ngoài ra còn có một số kiểu dữ liệu khác nữa là tuần tự, nhưng không phải là sequence.
Để chúng ta bây chúng ta cùng nhau học nhé. Ở đây học mà cái đó cái này là nó phức tạp hơn rất là nhiều và phức tạp hơn đấy, hay đấy, mà rất là hay nhé. Để tôi lấy ví dụ. Đây. Thì một trong những kiểu dữ liệu mà Etherbond mà hay dùng nhất thì người ta gọi là kiểu dữ liệu nó gọi là generator. Đấy. À, đây là kiểu dữ liệu gọi dữ liệu là tự sinh hay là tự sinh. Cái kiểu dữ liệu này rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng cùng tìm hiểu thế nào là kiểu dữ liệu generator. Làm một kiểu lớp dữ liệu mà nó thuộc loại là tuần tự. Nên nó cái thuộc này nó là thuộc dữ liệu là tuần tự. Tuần tự. Nó mở rộng hơn. Mở rộng hơn cái kiểu sequence cho phép lệnh in, tức là cho phép lệnh for x y chạy dọc trên cái kiểu đối tượng generator này, tuần tự này, nhưng mà lại không hỗ trợ không không hỗ trợ không hỗ trợ chỉ số, là không truy cập vào từng phần tử một, không truy cập được. Thì cái lớp generator này rất hay, chúng ta cùng nhau tìm ngay bây giờ nhé. Nhưng mà generator là một cái lớp dữ liệu tuần tự rất hay dùng ở trong trong Python. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cách chúng ta tạo ra hai cái cách có hai cách chúng ta tạo ra kiểu dữ liệu tuần tự mà rất hay dùng ở trên thực tế, nó có nghĩa rất là hay. Đây tôi lấy ví dụ này, bây giờ chúng ta định nghĩa một cái hàm f nhé, gọi f đi, đầu vào của nó là n nhé. Thì thông thường một cái hàm f ở một cái hàm ấy, một cái hàm f là cái hàm mà trong thông thường cái đĩa là hàm ấy, thì nó phải có cái lệnh return để trả lại giá trị. Đúng rồi, thì một cái hàm chỉ trả lại một hoặc nhiều giá trị bằng một lệnh return thôi. Đó, thì đó là cái thông bị tôi làm. Nhưng mà kia bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu luôn. Tôi để cho tôi bỏ cái không cần n nữa. Thì gọi xem nhé. Chúng ta học cái từ khóa nó là yield. Đấy. Thì đây là một từ khóa. Cái từ khóa này là trả lại hay là đặt lại nhé. Đây cái từ này nó có ý nghĩa gần giống như từ return nhưng mà không phải return. Thì tôi viết là, nhưng mà tôi viết là def f gì kia mà tôi viết từ return một ấy, thì máy hiểu là như vậy hàm sẽ dừng lại và trả lại một là xong. Nhưng mà yield thì không phải thế. Yield là như sau, chúng ta có thể thế nào, tôi có thể cho cái hàm của tôi là một cái hàm và trả lại nhiều giá trị 17. Đấy. Thế như vậy là cái enter thì f là cái gì, nhưng mà là cái f là cái kiểu dữ liệu mới, là một hàm mới nhưng mà nó là thuộc kiểu dữ liệu là generator. Đấy, đây là mới tinh nhé, thì là nên học bằng là mới tinh. Là cái gì? Khi tôi viết là a bằng f như này. Đấy, thì tai cái a lên nhé. Thì a biệt ví dụ là generator. Đấy, là cái gì? Là như sau nhé. Generator là khái niệm là mở rộng của hàm. Đây, hàm đây, rộng của hàm. Hàm thì nó chỉ có khi chúng ta gặp từ khóa return là lập tức dừng lại, phát ra trả lại giá trị của dòng return. Mà đây thì không, nó cho phép chúng ta trả lại là nhiều lần, trả lại một, trả lại hai, trả lại 10, trả lại 7. Như vậy là cái kiểu dữ liệu A này là nó trả lại là 4 lần cơ, 4 lần cơ, bạn thấy không nào, 4 lần là một hai mười. Bây giờ chúng ta làm thử nhé. Như vậy A là kiểu dữ liệu generator, chúng ta làm này for này for x in a print x and đấy, enter này đấy, bạn thấy không nào. Như vậy a in ra là 1 2 17 đấy, đi ra cái này này đấy. Như vậy là cái hàm, đây là cái hàm
cũng nghĩ là hàm thôi, nhưng mà hàm này là hàm đặc biệt, hàm này là hàm generator, không phải là hàm bình thường nữa. Và hàm này là nó gì, là hàm này được được định nghĩa như sau, là không phải dùng từ khóa return mà dùng từ khóa là yield, mà cái từ khóa này là cái từ yield cho phép chúng ta có thể trả lại là không phải một mà là một dãy các giá trị, người ta gọi là tuần tự 1, 2, 10, 17. Cho nên cái A này nó là một dãy các cái tự tuần tự đó, cho nên nó có cái từ khóa, cái từ là iterable là vì thế nhé. Đấy, iterable là cái từ này nó gọi là nó tuần tự. Thì ở trong Python thì tuần tự là một lớp dữ liệu rất quan trọng, đó là nó hỗ trợ cho cái từ khóa, hỗ trợ cho lệnh for in như này này. Đấy, được chưa? Và chúng ta sẽ thấy dùng rất nhiều trong thực tế. Như lấy ví dụ nhé, và bây giờ chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ là cái những cái hàm mà nó chơi thơ này nó hay, nó có gì khác biệt so với những cái hàm bình thường nhé. Yeah. Thưa cho bạn xem, bây giờ tôi muốn tạo ra một dãy các cái tôi muốn tạo ra một dãy các cái số tạo ra một dãy số lẻ từ 1 đến 100 nhé, được chưa? Thì có hai cách, một cách là tạo luôn ra cái dãy, một cái list là từ 1 đến 100, được không? Được. Cách thứ nhất nhé, bây giờ tôi muốn tạo này, tôi muốn tạo một dãy các số lẻ từ 1 đến 100 nhé. Muốn như vậy thì cách thứ nhất mà chúng ta thường dùng bây giờ là chúng ta tạo ra một cái tuple hoặc là một cái list nhé. Tôi dùng list đấy nhé. A này bằng này, một số bạn mà tôi mang tôi đang mày cái lớp, một số bạn bây giờ mới vào rồi. Như vậy là như sau nhé, tôi vẫn nhắc lại một số bạn vào sau này, một số bạn vào sau nhé, là tôi nhắc lại như này nhé, là chúng ta đang nói về một kiểu dữ liệu mới, nó gọi là iterable, là kiểu dữ liệu là tuần tự, nó là mở rộng hơn của khái niệm là dữ liệu là dãy, mở rộng hơn cái khái niệm là như là dữ dãy như là str hay là list hay là tuple hay là range, làm dãy các cái phần tử. Thì kiểu dữ liệu iterable hay kiểu dữ liệu tuần tự nó cũng là một dãy, nhưng mà nó không hỗ trợ cho cái lệnh là truy cập chỉ số, mà chỉ hỗ trợ cho cái lệnh for thôi, lệnh in nhé. Thì chúng ta có lệnh for in được. Để chia sẻ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái đó nhé. Bây giờ đầu bài là tạo ra một dãy các cái số lẻ từ 1 đến 100 để chúng ta có thể dùng nó làm gì, không cần làm việc gì đó, đúng không? Thì chúng ta có hai cách. Cách nhất là chúng ta dùng tạo ra một cái dãy, một cái list. Đây, tạo luôn nhé. List này. I for i in range từ 1 đến 100 nhé, 1 đến 100 này, đúng không? If i các số lẻ mà, if i chia cho 2 bằng 1. Đây là cách chúng ta nhắc lại là đây là hôm trước chúng ta học cái này, là cái lệnh còn là lệnh tạo dãy nhanh. Thì đây này là chúng ta tạo một cái biến nhớ như này và cho biến nhớ chạy từ một đến 99, và với điều kiện là gì, là y cho 2 mà thương số dư là bằng 1, nghĩa là y là số lẻ, mà tôi enter, và như vậy a biến chính là một dãy các số lẻ từ 1 cho đến 99, được chưa? Thì cần chúng ta có thể lấy ra từng phần tử một, chúng ta có lệnh for, thì chúng ta for x in a, đúng không, in a print x and n bằng như này. Đấy. Cái nhà một lần có duyệt 1 đến 9. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhất là dùng cái kiểu dữ liệu là list hay là kiểu dữ liệu là sequence nhé. Rồi, bây giờ chúng ta làm cách thứ hai là dùng cái hàm generator, là dùng kiểu dữ liệu là iterable, nó mở rộng hơn cái kiểu dữ liệu là list, là kiểu dữ liệu là iterable như sau nhé. Đây. Chúng ta làm như sau, chúng ta def một cái hàm f
gọi là hàm óc lẻ đi, đúng không? N đây nhé. Đây, tôi làm này. For i in range 1 đến n. Nhé. Kiểm tra này, nếu i là số lẻ thì làm sao? Thì yield, hãy dùng lệnh này, thì cái từ khóa là yield, cái từ khóa là tôi đưa ra cái y. Như vậy cái hàm này là không phải có một, nó có rất nhiều cái từ khóa yield, chứ không phải là return. Return là dừng lại ngay, nhưng mà yield là đưa ra tuần tự đưa ra từ 1 cho đến 99. Enter. Như vậy là xong cái hàm odd. Được chưa? Điều tôi muốn là tạo ra cái dãy các phần tử từ 1 đến 99, tôi chỉ biết là A, B đi. B bằng odd 100. Được chưa? Thế và bây giờ là type của B là cái gì? Type của B nó sẽ là, chúng ta có type của B nó là generator. Generator là một kiểu dữ liệu tuần tự. Chúng ta sẽ hiểu sau ý nghĩa của từ này nhé. Là tuần tự. Được chưa? Và bây giờ tôi lại làm giống trên, tôi làm for x in B, giống như này này, thấy đúng không? For x in B này, hai chấm này, xuống dòng này, print x n bằng, right. Enter này, right. Thấu giống không nào? Như vậy là cái lệnh nhà B là một cái đối tượng dữ liệu của bạn generator, tức là các số lẻ từ 1 đến phía này là các số lẻ từ 1 đến 100. Như vậy chúng ta có thể dùng lệnh for in B, kết quả ra y hệt như ở trên này. Đây là for in A nhé. Đây. Thế nào? Như vậy A B là hai khác hẳn nhau. A là tai của A, nó là một dãy. Tai của A nó là một kia. Nó là một cái list, chúng ta đã biết rồi. Nhưng việc type của B nó là một cái generator. Đấy, như chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà cái generator là một cái mới tinh, là một kiểu dữ liệu, nó gọi là dữ liệu tuần tự. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm rất hay này. Thế thì cái generator này nó khác cái list này ở chỗ nào? Đấy, chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Vì sao nó khác nhau ở chỗ nào? Chỗ này chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Đây, bây giờ chúng ta là trở lại lệnh for i in a green i n bằng in được không? Nó vẫn in ra được là 99 số, tức là hoặc 99 mà lại ít hơn thôi, 50 số đấy, từ 1 đến 1 tới 99, các số lẻ, từ 1 đến 1 tới 100, được chưa? Bây giờ tôi làm lại một lệnh i in B, chúng ta thấy ngay cái khác nhau giữa A và B nhé. Print i n bằng. Nào, kết quả như thế nào? Enter thử nhé, này enter này. Không có gì cả, đúng không nào? Các bạn có thấy không? Nó không có gì cả. Thì vì sao lại như vậy? Đấy, bây chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì sang cái chỗ này này, tạo ra thì lại là chạy được ngay. Đấy. Nhưng mà ở đây cũng như vậy, thì sang chỗ này nó lại không có. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Câu trả lời như sau này. Câu trả lời là tất cả các kiểu dữ liệu mà thuộc cái loại này, dữ liệu giấy thời này, là nó chỉ được dùng một lần. Không dùng nhiều lần. Đây cái A chúng ta, cái lệnh này chúng ta dùng gọi bất cứ lúc nào là nó dùng lúc nào ra cái này hết, lúc nào ra cái này hết. Bởi vì là cái A là nó chiếm ở A khi tạo ra nó là một glitch, là nó chiếm ở vùng bộ nhớ, là tất cả cái này lưu trong bên nhớ hết, lưu trong bộ nhớ hết. Được chưa? Còn nó generator thì không phải. Generator là một cái loại kiểu dữ liệu mà nó chỉ được sinh ra generator một lần thôi. Không dùng nhiều lần. Thế này. Đó. Chỉ được lần thứ hai thì lại không được nữa. Vì sao lại như vậy? Bởi vì này này. Bởi vì là cái kiểu dữ liệu generator này là kiểu dữ liệu là như sau, là nó là không chứa bộ nhớ gì cả. Khi tôi tạo ra biến nhớ thì là C bằng odd 10. Thì khi đó thì là
C nó không hề chịu có nhớ, nó chỉ chịu có nhớ là cái tên của nó thôi, hay là kiểu thôi, chưa kiểu dữ liệu. Tai của C, tai của C tức là cái này, và chúng ta sẽ không không mà chúng ta không không trong C nó không chiếm bộ nhớ, được chưa? Khi chúng ta gọi nó thì nó mới sinh ra, nó mới sinh ra. Thì chúng ta dùng lại là for i in C hai chấm xong print i, thì bây giờ nó mới chạy tới đâu thì là nó này, cái lệnh này nó sẽ tuần tự, nó sẽ dùng cái hàm là hàm căn hàm căn hàm này này, này cũng là i này, tạo ra từng phần tử một đấy, và nên chạy đúng một lần thôi nhé, print i này một lần. Được chưa? Vậy tôi lại cho bạn xem một lần nữa nhé. Ví dụ đặt d bằng odd 20. Thì đây là kiểu dữ liệu thờ, nhưng mà gen nó là kiểu dữ liệu là iterable, đã tuần tự rồi, ta có thể dùng hàm list để chuyển đổi từ kiểu dữ liệu là iterable sang list, cho phép như vậy. D đây. Cái này nó sẽ đổi, nó chuyển đổi từ D là kiểu dữ liệu là generator sang kiểu dữ liệu list. Kết quả nó sẽ là một dãy các số từ 1 đến 19, các số lẻ, enter này. Như vậy là cái list B nó là từ 1 đến 19 các số lẻ, nhưng mà tôi làm lại lần thứ 2 sẽ không có gì hết. Đó. Vì cái D chỉ dùng một lần thôi. Đó. Chúng ta chú ý như vậy, tất cả các cái kiểu dữ liệu generator chỉ dùng một lần. Chúng ta muốn dùng lại, chúng ta phải đặt lại như kiểu như thế này thì nó mới được. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái biến nhớ kiểu là kiểu generator như này, chúng ta chỉ dùng một lần thôi. Vì sao ta nhắc lại là vì sao, là vì nó không chiếm bộ nhớ, cho nên là khi ta dùng khi chúng ta mà gọi nó thì gọi từ đâu thì nó tạo ra tới đó thôi, mà có giá trị có đúng một lần thôi. Như vậy là cái nhược điểm của cái kiểu dữ liệu generator này là nó dùng một lần, thật đó là cái nhược điểm so với list. Nó cũng là một dãy, được chưa, mà nó dùng một lần thôi. Nhưng mà cái ưu điểm hẳn của nó là gì? Ưu điểm hẳn của nó là gì? Là chúng ta được phép dùng chúng ta, ưu điểm của nó là nó không chiếm bộ nhớ. Rất là hay. Để chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Khi mà chúng ta chạy dọc trên bên vấn đề thì chạy nửa chừng mà dừng lại thì lát sau chúng ta có thể chạy tiếp được. Đây, chúng ta cùng nhau cầm tìm hiểu nhé. Vì ta là đặt C bằng hot bắt 10 chẳng hạn nhé. Đây thì C nó sẽ là gì? C nó sẽ là cái gì? Là cái số lẻ từ 1 đến 9 đấy. D nó có một cái hàm nữa là hàm từ nó có một cái hàm iterable, nó có hỗ trợ một cái hàm next nữa. Next C. Chúng ta tìm hiểu nhé. Next C là cái số đầu tiên này. Chúng ta sẽ next một lần nữa này. Next C một lần nữa nhé. Nó sẽ là tạo ra cái số tiếp theo là số 2, à số 3. Đấy, như vậy tới địa điểm này này, tới giờ phút này thì là 1 với 3 đã được tạo rồi. Và hiện nay là cái C đó, nó chỉ còn lại từ 5 đến 5 7 9 thôi. Không còn 1 3 nữa. Tất cả các phần tử trong C chỉ được để ra đúng một lần. Đúng một lần, dùng đúng một lần mà. Thì đã dùng 1 rồi, dùng 3 rồi, không dùng lại được nữa. Bây giờ làm lệnh for. For i in C 2 chấm print i, cho chúng ta thấy là kết quả sẽ ra là không phải là từ 1 đến 9 nữa, mà là chỉ có 5, 7, 9. Thì quả thế không nào? Nhưng mà đây là lấy ra được 1 rồi này. Lấy ra 1 ở đây nhé. Hàm next là hàm lấy phần tử tiếp theo của cái biến nhớ kiểu generator nhé. Đấy. Đấy. Và tới đây ta dừng lại, mà ta dùng lệnh tiếp tục for đây, nó sẽ ra 579. Biết chúng ta làm dùng lệnh next nữa, nó sẽ ra nó không ra nữa. Nó không có gì ra. Cho nên báo lỗi luôn. Chúng ta dùng lệnh for, chúng ta dùng lệnh là list, chuyển đổi từ C sang dãy, rỗng luôn, không có gì cả. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta học thêm một kiểu dữ liệu là generator rất là hay. Generator. Ý nghĩa hay nhất của cái hàm này, generator này là nó không tốn bộ nhớ.
không thuần bộ nhớ nhé. Rất là hay, bây giờ tôi làm thử các bạn xem ý nghĩa của nó như nào, rất hay ở như nào nhé. Bây giờ tôi sẽ lưu trữ một cái dãy gồm các số bình phương, bình phương, thậm chí tôi có thể tạo ra một cái dãy bình phương mà dãy đó tôi có thể cho nó là vô hạn luôn, thậm chí là vô hạn. Cho các bạn xem nhé. Đây. Dãy bình phương, dãy bình phương nhé, bình phương đây. Tôi có thể làm như sau này. Dãy bình phương là một cái hàm trên giấy thơ và nó sinh ra một dãy vô hạn các phần tử. Đây. Làm sao mà chúng ta biết làm sao một dãy số có thể là vô hạn phần tử được? Nó sẽ chiếm bộ nhớ, nhưng vì nó là trên giấy thơ nó không chiếm bộ nhớ, cho nên chúng ta làm được, chúng ta làm thử nhé. Đây, chúng ta làm thử này, k bằng 1 này, sau đó là y 2 nha. Đây, cái hàm này là cái từ khóa này là sinh ra đấy, sinh ra k nhân k đúng không, sinh ra k bình phương đúng không, sau đó là thì sau đó là k bằng k cộng 1, thấy không nào? Như vậy là cái hàm này như sau, là có độ k bằng 1 này, lập vô hạn nhé, lập này là y 2 này là lập vô hạn, và mỗi lần lập như vậy chúng ta tạo ra cái phần tử là k nhân k tăng k lên 1. Cho nên như vậy là đây là cái hàm mà sinh ra cái số là bình phương 1, 1, 4, 9, 16, cứ như vậy mà mãi mãi vô tận luôn. Chúng ta enter thử nhé, rất là kinh khủng. Bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi làm cho bạn xem là cái này là như thế nào, mà nó không hề tôi muốn nhớ. Bây giờ tôi làm là for x, đây không, tôi làm bằng như tôi làm, tôi tạo ra bình nhớ là a bằng dãy bình phương này, bình phương nhé, enter. Thì như vậy a bây giờ là gì, a bây giờ là kiểu dữ liệu là generator rồi đấy. Đấy, time của a nhé, time của a là kiểu dữ liệu là generator, nó là một cái iterable, nó là một cái dữ liệu tuần tự, rất là hay. Bây giờ tôi làm thử nhé, for a in a green a, các bạn thấy xem như nào nhé. Tôi nhắc lại là cái dãy a của chúng ta là cái dãy vô hạn đấy, nó dài vô hạn luôn, không bao giờ hết. Bây giờ tôi cho enter thì lập tức là máy sẽ in ra dãy các phần tử của a, mà cái in này sẽ vĩnh viễn vô hạn, không bao giờ hết, trừ chúng ta tắt máy tính đi thì hết. Chúng ta làm tắt đi, enter thử nhé, nó sẽ in ra mãi mãi, vì cái dãy của chúng ta là dãy a chúng ta là cái dãy vô hạn. Đấy, các bạn thấy không nào? Như vậy thì cho thấy ý nghĩa của cái kiểu dữ liệu generator rất là hay, làm cái này rất hay của Python, mà như vậy chúng ta là rất tiết kiệm bộ nhớ, vì rất quý giờ chỉ thích dùng một lần thôi, không dùng một lần. Vì chúng ta lưu một cái mảng, một cái dãy số các thơ nguyên tố dài đằng dài mà lưu như vậy đến tốn bộ nhớ, mà chúng ta làm cái hàm như vậy thôi, hàm generator dùng bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu thôi. Đấy, cái này tôi có điều như này, tôi có thể chạy đến sáng mai mãi vĩnh viễn luôn, chứ cái nào kín bộ nhớ nên là kín bộ nhớ của máy tính thì nó phỉ phỉ đi thì nó bị văng ra thôi. Bấm button C để dừng lại. Đấy, dừng ở đây nhé, dừng ở đây là nó đến chỗ này này, dừng ở đây này đó. Bây giờ tôi sẽ chạy tiếp này, for a in a green a n bằng, nó sẽ chạy tiếp từ đây trở đi này. Đấy, trên này là nó dùng rồi đấy, dùng rồi không dùng lại, nó chạy tiếp từ đây trở đi nhé, tôi trở về sau enter này, nó chạy tiếp từ chỗ này trở đi này. Đấy, bạn thấy nó hay không nào? Như vậy là cái kiểu dữ liệu generator này là rất hay luôn. Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể, nếu mà cái hàm generator này mà nó là hữu hạn này, chúng ta có thể dùng cái hàm list để chuyển đổi sang list được, không hoàn toàn làm được, không có gì cả nhé. Bây giờ tôi lấy ví dụ cho các bạn làm nhé. Bây giờ tôi làm như sau này, bây giờ tôi làm này, bây giờ tôi sẽ tạo một cái chương trình, tôi muốn trong máy tính cho bất cứ là tôi có thể tạo ra được cái dãy n cái số nguyên tố nhé,
mình thu hút đầu tiên, mà cái N có thể là bất kỳ, và cho nó thuận tiện mà không tốn bộ nhớ. Theo dùng nó tôi dùng tôi không tốn bộ nhớ. Thế tôi làm như sau, đây tôi sẽ tạo một cái generator để sinh ra các số nguyên tố, thấy chưa, sinh ra các số, sinh ra một dãy các số nguyên tố mà tôi không muốn tạo ra cái đây nhé. Thôi tôi nhắc lại, bây giờ tôi làm cái hàm mà chứ tôi làm cái hàm hàm là nguyên tố nhé, is try primary, yeah. Is primary, yeah. N này, hàm này sẽ trở lại là true nếu mà m n là nguyên tố và trở lại là false n không là nguyên tố. Thì trước tôi làm rồi đúng là if mà n mà nhỏ hơn bằng không thì lập nhỏ hơn bằng một thì lập tức là return luôn. À, return false luôn, không là nguyên tố. Rồi thì bây giờ làm như sau, như làm gì tôi đặt như nào nhỉ, tôi cho k bằng 2 và tôi tăng k lên 1 cho đến k vượt quá k mà 2 của n thì thôi, nếu mà gặp một số là ước của n thì dừng lại thông báo là false, còn nếu không thì là trả lời đúng nhé. Ngoài k nhỏ hơn hoặc bằng n, k mà 2 của n là n mũ 0.5 đúng không? If mà n mà chia cho k mà bằng 0, tức là k là ức của n thì lập tức là n là không là nguyên số nguyên tố, chúng ta return false luôn. Cho nó nhanh đúng không? Thì tôi chỉ cần kiểm không kiểm tra hết, chúng ta đúng ra tôi có để là kiểm tra k từ 2 cho n trừ 1 chúng ta mà cho nó nhanh đến căn 2 của n thôi nhé. Và đây khi mà đã đây rồi tôi return. Thế thì đây là cái hàm mà tôi ghi lại cái bài này. Trong cái file của tôi đúng không? Mình là bài 12 đúng không? Đây là bài 1 của bài 12. Rồi. Thì cái hàm này là cái hàm mà mô tả cái kiểm tra xem là có số nguyên tố hay không. Bây giờ như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một dãy các số nguyên tố bất kỳ. Đây nhé. Đây. Tôi làm như sau nhỉ. Bây giờ làm như này. Tôi tạo ra def dãy gọi là dãy nguyên tố đi. N. Tức là dãy là bao gồm là N số nguyên tố đầu tiên. N số nguyên tố đầu tiên. Được chưa? Bạn tắt âm thanh đi nhé. Nếu tôi muốn làm nào cho hợp lý nhé. Chỗ này tôi sẽ làm như sao cho nó hợp lý nhé. Tôi sẽ làm... Cứ trâu ấy nha. Thì tôi sẽ làm... Tôi sẽ dạy nguyên tố N. Tôi sinh ra các số nguyên tố nhỏ N. Thì đúng hơn nhé. Nhỏ N thì hợp lý hơn. Được rồi. Như sau này. For... k in range nhỏ n đúng không? If kiểm tra nhé, if và is nếu mà số k là nguyên tố đó, số k là nguyên tố thì tôi dùng cái hàm này, dùng cái từ khóa này yêu k ra ngoài. Đấy. Vậy sẽ
sẽ in ra tất cả các số nguyên tố nằm trong từ 0 đến n đến n trừ 1. Thế tức là n cộng n là cộng 1, đây là n cộng 1. Được chưa? Đấy, như này thôi. Rồi bật chương chính nhé. À, tôi làm như sau này. Bây giờ tôi mới gán này. Thì bây giờ tôi đây. Tôi viết là đây, các bạn xem chương trình nhé. N bằng input nhập số tự nhiên n. Đấy. Xong tôi viết là A bằng dãy nguyên tố n. Xong tôi thông báo là gì? Tôi print dãy các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng bằng n là đó là sau từ for k in a tôi print ra print kia k ra và n bằng đấy thấy chưa, tôi chạy thử nhé. Nên lại là bài này là như sau này, tôi có một cái hàm kiểm tra là một tố hay không đấy, sau đó là một cái hàm thứ hai là sinh ra một cái dãy các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng không bằng nhỏ hơn bằng n, nhưng mà cái hàm này không phải là hàm bình thường, không phải là hàm sinh cái list mà hàm sinh một cái interval, một cái generator thôi, chứ cái hàm này nó không tốn bộ nhớ. Thì tôi tạo ra cái a này bằng dãy n này, n có thể là bất kỳ, thì a này nó không tốn bộ nhớ, tôi vẫn in được ra như này. Tôi có được nhập n làm số cực kỳ lớn, không bao giờ gì cả. Chạy thử nhá cho các bạn xem. Đây, chạy thử nhá. Đây. Tôi nhập 100 này, nó sẽ in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Ồ, bị lỗi rồi. Nguyên tố nhỏ hơn bằng n. Chỗ này bị lỗi nhé, chỗ này này. Nó lỗi của lỗi quá, mình cần sửa cái hàm một tí thôi. Y k a, tôi thêm tôi thiếu cái chỗ này, thiếu cái chỗ là k bằng k cộng 1 ở chỗ này. Thằng k lên chứ. Rồi. Trở lại nhá. Chúng ta chúng mình dễ sai lắm, chạy thử nhá. Mình đăng nhập số là 100 này. Nó ra đến các số nguyên tố được từ 2 trên 97 đây, các số nguyên tố. Và cái bài này của tôi là không tốn bộ nhớ một tí nào luôn. Toàn bộ trình là không cần tốn bộ nhớ. Nếu bình thường chúng ta phải in ra cái dãy này thì phải tốn bộ nhớ lưu cái số này lại, nhưng mà chúng ta đây là không cần. Tôi chạy thử một cái khác nhé, tôi chạy thử một cái hàm như là số này in ra nhanh và nó không nên bỏ bớt một số vì nó dài quá, bỏ bớt thôi. Được chưa? Đây chúng ta như vậy là chúng ta có một ví dụ thôi để chúng ta thấy rằng là gì, là có thể có rất nhiều cách chúng ta tạo ra những cái dãy kiểu như thế này dùng hàm generator để làm được. Chúng ta có thể sinh ra một cái ma trận cực lớn nha. Có nhiều trong những bài tập mà đối với những người kỹ sư cần phải xử lý những số lượng cực lớn, ví dụ là một cái ma trận có kích thước là hàng triệu nhân hàng triệu chẳng hạn, thì chúng ta mà lưu vào dưới cái dạng mà bình thường ấy, một cái mảng hai chiều chứ là rất tốn bộ nhớ, mất là n bình phương cái vị trí trong bộ nhớ. Còn cái này chúng ta không mất gì cả, chúng ta dùng một lần thôi, dùng xong a thì cái a này vứt đi, cái a này dùng xong rồi thì dùng một lần mà không được dùng lại nữa. Thì các bạn thấy cái này cái hay của cái này rất là hay đấy, đây là nhưng mà cái generator này là rất là hay. Được rồi, bây giờ ta quay lại đây nhé. Như vậy là chúng ta nhắc lại là cái hàm generator là cái hàm là cái kiểu dựa generator là kiểu dựa tuần tự và nó là một cái mở rộng hơn của kiểu dữ liệu là dãy, là mở rộng hơn cái của một loạt cái như là
như là string này, như là list này, như là range hay là tuple. Thì cái generator này là cái hàm như vậy, là cái hàm đặc biệt như vậy. Bà chúng ta chú ý có một từ khóa là yield, từ khóa mới tinh nhé. Đây là một từ khóa ở trong trong Python chỉ dùng cho những cái hàm gọi là hàm sinh. Nên là dùng từ là hàm sinh, tức là hàm nó chỉ dùng khi chúng ta sinh, chúng ta tạo nó ra, và khi chạy nó thì nó mới sinh. Còn bây giờ nó không tụ bạn nhớ. Đấy. Khi chúng ta gọi nó, chúng ta gọi for in đối tượng đó thì nó mới sinh. Thì chính thế, chính vì thế chúng ta gọi là hàm generator. Đây thường là một cái dạng đặc biệt của kiểu dữ liệu là tuần tự. Nó là một loại dữ liệu tuần tự. Rất là hay. Được chưa? Đó thì như vậy là cái thứ nhất là chúng ta tạo cái generator là một kiểu dữ liệu rất đặc biệt của Python mà dùng rất là nhiều. Mà tôi mô tả các bạn cách thứ hai chúng ta có thể tạo ra cái generator là như này nhé. Là chúng ta viết cái lệnh giống như là dùng cái lệnh list comprehension, nhưng mà là dùng cái mở ngoặc tròn. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây, chúng ta tạo ra cái biến nhớ như này, a bằng, thì chúng ta tạo ra một cái dãy số từ một đến các số lẻ từ 1 đến 100. Thì ta làm như này, cho nhớ lại một tí nhé, là chúng ta dùng cái là k này, for k in range từ 1 đến 100, đúng không? If k chia cho 2 bằng 1. Nếu như này thì a nó sẽ là một dãy, một cái list bình thường. Đây là cách mô tả dãy nhanh. Ta biết rồi. Enter đây nhé, a này, a là dãy các số từ lẻ từ 1 đến 100. Được chưa? Nhưng mà tôi viết như này, tôi viết lại cái này. Thì viết lại cái hàm này nhé, cái cách này, nhưng mà tôi không dùng dấu ngoặc vuông mà dùng ngoặc tròn, thay ngoặc vuông bằng ngoặc tròn. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái ngoặc tròn là cái mô tả cái tuple. Thì đây hiểu chúng ta đây là tạo ra cách tạo ra cái tuple nhanh, nhưng mà không ở trong trong Python nó không cho phép tạo cái tuple nhanh. Vì tuple nó là cái không hiểu sao mà nó thì riêng đối với tròn thì nó sinh ra cái này chính là cái hàm generator. Thì như vậy khi viết B này thì B chính là một kiểu dữ liệu generator tuần tự các số lẻ từ 1 đến 99. Enter này. Đấy, để tôi tải ra nhé. À, tại nó generator và tôi for x in B print x n bằng. Được chưa? Đấy, thì nó ra cái này. Như thế. Dùng một lần thôi, bây giờ tôi viết lại lệnh thứ hai này, list của B này, rỗng này. Tôi viết lại C để bằng này. Copy lại cái này. Đây, tôi copy lại cái này thì được. Đây, copy lại cái này nhé. Đây. C. Đấy. Và bây giờ dùng lệnh list C. Thì nó ra ngay. Cái xe này chỉ dùng một lần thôi. Bất cứ cái gì tức là kiểu dữ liệu generator này nó chỉ dùng một lần thôi. Đấy, thấy chưa? Bạn thấy như vậy là kì. Như vậy chúng ta thấy là ngay từ cái một chút thôi chúng ta học, chúng ta thấy là cái dữ liệu của Python là nó đa dạng, rất là phức tạp mà rất là hay. Thì generator là một kiểu dữ liệu như vậy. Rồi bây giờ tôi đã tiếp sang cái ý thứ hai, nhưng cũng vẫn là khái niệm về mở rộng kiểu dữ liệu thôi. Như vậy là chúng ta thấy là trong Python thì mọi thứ đều là dữ liệu hết, đều là kiểu dữ liệu hết nhé. Bây giờ tôi làm đây, tôi copy ra từ ngoài này để cho này, để chúng ta dùng ở ngoài này nhé. Tạm cái hàm như này, đúng không? Here's primary nhé. Đấy. Đấy chưa? Thì bản thân cái tên hàm này, bây giờ tôi có thể viết là is primary này, đúng không? 10 thì nó ra ngay là false. 10 không là số nguyên tố. Bây giờ is primary 11 thì nó là true, nhưng mà 11 là số nguyên tố. Như vậy cái is primary là tên của cái hàm,
Tên của vàng, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu những tên hàm vậy, hàm số là cái gì. Mình sẽ làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi viết là F bằng is primary. Đấy. Thì cái này em cũng cho các bạn là có ăn không, là máy chính có hiểu không nào? Nhưng các bạn thì bài thân có hiểu không? Phải hiểu như thế nào cái này? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Đây là cái rất là hay của bài thân đây. Đấy, bây giờ chúng ta enter này. Đây là mệnh án, thì bên trái là một cái, bên trái là một cái biến nhớ, tức là F. Bên phải tên của một cái hàm mà tôi định nghĩa ở trên. Enter. Đấy. Và tôi type xem là cái F là kiểu gì nhé. Chúng ta kiểm tra này. Ôi, là kiểu function. Đấy chính là cái từ hàm đấy. Như vậy suy ra thì suy ra là các cái hàm số được định nghĩa ở trong Python đều là các đối tượng, đều là đối tượng hết, đều là đối tượng hết, là nó làm object như bình thường như này, và chúng ta kiểm tra nó cũng có những phương thức và nó có những cái hàm mà chúng ta vẫn thấy nhé. Đây F, đây là những cái thuộc tính, những cái hàm của cái lớp mà là function. Nhưng mà thế trong function này là tất cả cái hàm của nó đều là dấu cái dưới này, đều là những cái hàm hệ thống cả. Chúng ta chứ không, chúng ta hầu như chúng ta không nhìn thấy, bình thường bất thường là không nhìn thấy, nó không có những thuộc tính mà có phương thức mà lộ ra bên ngoài cho mọi người cùng dùng, không có, mà chỉ là hệ thống thôi. Nhưng mà nó là một đối tượng dữ liệu. Chúng ta biết lệnh print đúng không nhỉ? Lệnh print cho đây biết rồi. Điều tôi viết này, tôi viết là g bằng print. Thì là cái gì? G bằng print. Đấy. Thì bây giờ g là cái biến nhớ để mô tả cái hàm print type của g đấy. Đúng không? Và bây giờ tôi có thể viết là g này 12 cộng với 4 được không? Enter. Chính là in đấy. G này. Đây tôi viết là for e in range 10, đúng không? Bây giờ là g i được không? Được hết. Vì bây giờ g thay thế cho lệnh print về dự án này, thấy không nào? Vì print bản thân print nó là một hàm, nhưng print nó là một đối tượng hàm, là đối tượng dữ liệu, chúng ta còn được quyền gán như bình thường. Thì nó như này thì g nó cũng là một đối tượng hàm và nó có ý nghĩa giống như hàm print, thấy không nào? Rất là giống nhau. Cho nên ở trong Python các bạn sẽ thấy là một hàm có thể có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Thì cái kiểu này nó gọi là alias này. Tức là một cái hàm gốc là print chẳng hạn, print hàm gốc, nhưng mà tôi có thể viết là in bằng print. Thì như vậy là từ in là tiếng Việt cho dễ, thì in chính là cái hàm in cũng được, vì in của chúng ta là in từ khóa không được, chúng ta dùng in hoa nhé. In bằng print được. Mọi người tôi có thể viết in như này, in là 10 cộng 12 phải Hà Nội được, thấy không nào? Hà Nội. Đấy. Như vậy là cái in này cũng là print. Thì như vậy là một hàm nó có thể có nhiều các cái tên gọi khác nhau. Đấy. Thì người ta gọi các cái này là các cái alias của các cái hàm. Một hàm có thể có rất nhiều alias khác nhau. Đấy, cái hay của thằng Python là như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc qua tài liệu của Python chúng ta rất mới đầu vào thì rất là choáng, không hiểu gì cả, thấy nó lung tung, thấy cái alias khắp nơi, thấy nó khó hiểu quá. Nhưng mà khi nó hiểu bản chất của nó thì rất dễ hiểu, vì bản thân hàm số nó cũng là gì, hàm số nó cũng là đối tượng, được chưa? Nó cũng là đối tượng. Đây nhé, thì bây giờ tôi làm thử này, vì nó là đối tượng, nó là đối tượng dữ liệu, đúng không? Cho nên nó có thể là một tham số ở trong cái hàm khác. Đấy, hay của nó là chỗ này nhé. Đây, bây giờ tôi làm như này nhé.
Def. Như nào? Bây giờ tôi làm một cái hàm như sau. Hàm tôi gọi là hàm, tôi định nghĩa cái hàm sâu đi. Hàm sâu nhé. Hàm sâu này. Hàm sâu và tôi định nghĩa biến thứ nhất của nó là cái biến là phăng. Là tên cái hàm. Tức là biến là tham số của một hàm lại là hàm số phăng. Yeah. Tham số thứ hai là mesh. Mesh như này. Được chưa? Rồi, và tôi cái này và cái hàm này là hàm như sau. Return. Return cái phăng. Mesh. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái hàm sâu là hàm thì là hàm có hai biến nhớ, hai tham biến. Biến thứ nhất là một hàm. Đấy, như vậy các bây giờ thấy là cái là hàm là một tham số trong một cái hàm khác. Và cái tham số thứ hai là một cái message, là một số ký tự hay là một cái biểu thức. Thì hàm này như sau, hàm này sẽ tính trả lại cái giá trị là func mesh. Phăng là một hàm nhé. Đấy. Cái hay của cái hàm show này là cái tham số của nó này là một hàm. Tôi lấy ví dụ, tôi chạy này, show này. Tôi dùng cái hàm print. Phải. Chào bạn. Enter này. Ra chào bạn. Show này. Print này. Nhé. Green. Phải 15 cộng với 67 thì nó ra cái là 82. Bây giờ làm show này. Đúng không? Show này. List này. Đúng không? Là list là một cái hàm. Còn bên này là một cái show nữa, show là Hà Nội. Chưa thấy ra cái gì, thế ra là nó chạy cái hàm list trên show Hà Nội, vậy nó trả lại là một show gồm các ký tự của Hà Nội. Đây Hà Nội, thấy không nào? Như vậy là show là cái hàm show là cái hàm rất đặc biệt, hàm của nó không cố định cái quả ra, cái quả ra nó phụ thuộc vào cái vào một cái biến nhớ và cái tham biến đầu tiên là chính là cái hàm. Đây này, cái hàm như vậy là tên hàm số có thể chui vào nằm trong tên của một tham số của một hàm là có thể là tên của một hàm khác. Vì sao như vậy? Bởi vì bản thân hàm số nó cũng là đối tượng, nó cũng là dữ liệu, nó cũng là một cái object, và là object nó có thể đưa vào trong các cái hàm số. Các bạn có thấy chỗ này hay không nào? Đây là chỗ theo tôi là cực kỳ khó, cực kỳ hay này, rất là hay của Python mà nó rất là khó, nhưng mà đúng phần này là phần rất nâng cao. Chứ bình thường học sinh học sẽ không hiểu gì, học sinh học bình thường sẽ không hiểu, nhưng mà chúng ta mà muốn dạy cho học sinh ý, thì chúng ta phải biết cả những cái này nữa thì nó mới có ý nghĩa, nó hay. Được không nào? Như vậy là tóm lại là trong những cái hàm ấy, là chúng ta có thể định nghĩa bên trong nó là các cái hàm số khác, là các cái hàm số khác. Đấy. Được chưa? Thì tôi làm thêm một vài ví dụ nữa nhé, để chúng ta thấy là cái đây là rất đa dạng. Đây là về cái hàm sâu này là có thể nó là print này. Nó có thể là bản thân list là một cái hàm này, nó có thể là những cái hàm khác, đúng không? Nó có thể là những cái hàm khác. Đây ví dụ tôi làm như này, ví dụ tôi viết là show, ví dụ là show hàm max, đúng không? Hàm max của cái dãy số là 1, 2, 3, 10, 19, 0 1 như này. Hàm này nó sẽ trả lại giá trị. Nó mà giá trị là gì? Nó chạy hàm max trên dãy này, trả lại maximum của cái dãy này. Đấy là 19. Vậy là cùng hàm sâu và nó ra rất là khác nhau. Lúc thì nó là cái lệnh print trong hàm sâu. Lúc thì nó là cái lệnh list để ra list. Lúc đó là nó là cái hàm max. Mà chúng ta chú ý bản chất nó là như này thôi. Đây. Đây là như này. Đấy. Như vậy là nôm na là tên một hàm có thể nằm bên trong khai báo của một hàm khác. Được chưa nào? Đây các bạn thấy bài thực ra khai báo như này, nó rất là thoáng. Đấy,
đây là chỗ rất đặc biệt này, rất đặc biệt của Python, và nó làm cho cái Python nó trở nên rất là mạnh, rất là mạnh. Mọi người có hiểu không nhỉ? Bây giờ tôi làm tiếp tục nhé. Bây giờ tôi đã có cái hàm primary rồi, bây giờ tôi sẽ tạo ra như sau. Tôi sẽ tạo ra tôi sẽ tạo ra một cái dãy vô hạn các số nguyên tố, được chưa? Nhắc lại, tôi đã có cái hàm is primary rồi mà. Primary ở đây rồi nhé, là 10 đi. Rồi bây giờ làm như sau này, tôi sẽ tạo ra một cái dãy, thực sự là dãy nguyên số, tôi tạo ra một dãy vô hạn các số nguyên tố, vô hạn luôn nhé, dãy nguyên tố nhé, kiểu như này thôi. Tôi cho k bằng bằng 1 nhé, mà tăng k này này, tôi y 2 nhé. Bây giờ là if is primary k thì dùng cái lệnh là yield k, nếu qua là nguyên tố thì ta đẩy k ra, không mà không có tố thì thôi, mà sau đó chúng ta tăng k lên một ở đây để ra bảo đảm k tăng lên vô hạn lần nhé. Như vậy là cái đây là cái hàm tạo ra, nó tạo ra một cái generator, là một dãy vô hạn các số nguyên tố, vô hạn các số nguyên tố nhé. Được chưa? Bây giờ tôi có thể for BA này, tôi muốn in ra là 10 số nguyên tố đầu tiên thôi. Tôi có for e in range 10. À không, không dùng cho được. Cái này chứ. Đây, tôi viết như này chứ. Thế tôi thử nhé. Bây giờ tôi thử, tôi in ra cái dãy này, tôi gọi A là dãy nguyên tố trước nhé. Thì là A, khi có viết ra thì A là dãy các vô hạn và các số nguyên tố. Rồi, tôi thử in ra này. For k in A nhé, in A print k n bằng đấy. Thế đây là cái lệnh là in ra tất cả các số tố của hàm, mà nó sẽ chậm không nhanh được, bởi vì là cái hàm này nó mất không 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 nhanh được. Tôi sẽ thử đoạn xem nhé. Đấy, đây là tất cả số nguyên tố đấy. Đầu tiên nó còn nhanh, còn làm được, sau nó càng khi n càng cao thì nó càng khó. Đây là cái hàm in ra tất cả các số nguyên tố, được chưa? Được chưa? Ôi. Rồi. Sao mà thế? Rồi nhé. Bây giờ tôi làm lại bài khác nhé. Bây giờ tôi cho cái A, tôi gắn lại này. A là dãy nguyên tố nhé. A sẽ là cái dãy vô hạn số nguyên tố. Bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi muốn làm thế nào? Tôi muốn in ra 10 số nguyên tố đầu tiên thôi, làm được không? In ra 10 số nguyên tố đầu tiên của dãy A. Được, làm như sau nhé. Tôi làm như này. In ra 10 số nguyên tố đầu tiên của A, tôi làm như sau. Đây, tôi cho K bằng 1, sau đó tôi for x in a đúng không, tôi print x n bằng, nếu mà em enter ngay thì nó in ra tất cả, nhưng tôi chỉ in ra là 10 số thôi, thì tôi làm như sau, tôi cho một in, tôi viết tôi tăng k lên một vị đúng không? Yeah. Và tôi kiểm tra if k mà lớn hơn 10, tôi dừng lại. K lớn hơn 10 thì tôi là break. Lệnh break để thoát ra khỏi cái vòng lặp for này. Thì đây chính là cái lệnh ở đây, chính là cái đoạn lệnh mà
tôi sẽ in ra là 10 số nguyên tố đầu tiên của dãy của dãy số tự dãy số tự nhiên, không phải tất cả chỉ là 10 số thôi. Vì k khi mà k 11 tôi dùng lại ngay enter này, in ra là từ 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bây giờ tôi sẽ in tiếp 10 số nữa. Có được không? Được. Tôi chạy lại cái này. Tôi làm K bằng 1. Tôi chạy lại cái này. Nó sẽ in ra 10 số tiếp theo. 10 số tiếp theo. 10 số tiếp theo. Đây. Enter này. In ra 10 số tiếp theo. Ở đầu tiên là từ 2 đến 29 đây. Tiếp theo là từ 31 trở đi. Vậy ta có thể điều khiển rất là hay. Bây giờ tôi sẽ in ra tiếp tục là 3 số nguyên tố nữa nhé. Tôi dùng cái này, tôi lại chạy K bằng 1. Và tôi chạy tiếp cái hàm này, nhưng tôi dừng lại ở tôi muốn in ra là 30 số, chứ không phải là 10 số làm như sau. Đây, cái này đây là 30. 30. Thì mình sẽ in ra tiếp 30 số tiếp từ số 71 này. Nó sẽ là số tố tiếp theo sau 71 nhé. 73. Đây là 30 số. Cho nên chúng ta thấy là cái ý nghĩa của cái hàm của cái kiểu dữ liệu generator nó là như vậy. Và cái A này là cái hoàn toàn cái dãy A này này, cái biên nhớ A này hoàn toàn là không tốn bộ nhớ, không chứ mặc dù đó là cái nó là cái phần tử, nó là cái biến nhớ mà chứa tất cả mọi số nguyên tố của dãy số tự nhiên. Nó có nguyên tắc, nó có độ dài là vô hạn lần, nhưng mà chúng không tốn bộ nhớ. Chúng ta dùng tới đâu ta xài tới đó, đây là một cách chúng ta dùng lấy ra từ ít một. Đây này, đấy. Mọi người đã hiểu chưa? Đã hiểu chỗ này chưa? Chỗ này thay đổi là chỗ rất là khó đấy, rất là hay của cái kiểu dữ liệu là iterable đấy. Nha. Yeah. Như vậy chúng ta đã biết thêm được cái khái niệm mà kiểu đối tượng mới. Và ngoài ra chúng ta có biết thêm là bản thân các cái hàm số nó cũng là object, nó cũng là đối tượng. Do đó chúng ta có thể đưa hàm số vào bên trong như là đối số của một cái hàm khác. Cái này là cái cực kỳ hay của Python mà thằng khác là không có đâu. Ở trong C, trong Pascal cũng có, ta phải làm rất phức tạp, tôi không chỉ sẵn như vậy, làm như nào mà rất phức tạp luôn. Còn đây nó lại rất là đơn giản, rất là hay. Yeah. Thì một số cái hàm có sẵn của thằng Python là nó dùng cái này. Tôi lấy ví dụ chỉ là cái hàm map mà chúng ta vẫn đang dùng, hàm map nó chỉ là như vậy. Cho nên hôm trước tôi nói là một số trong cuốn sách nào đó từ bộ giáo dục mà đưa ra mà bắt học sinh dùng ngay cái hàm map ngay thì là sai hoàn toàn, vì hàm map là hàm rất là nâng cao. Chúng ta chăm chỉ cái hàm map nhé. Hàm map là hàm dùng cái gì, hàm là rất phức tạp luôn, hàm map. Mặc dù dùng cái dùng nó đơn giản nhưng mà là một cái hàm rất là phức tạp. Đây, hàm map là hàm như sau. Hàm phép map là hàm nó có hai đối tượng. Đối tượng một là function đấy, như vậy là bản thân cái tham số thứ nhất của hàm map là một hàm số khác. Đây là cái học sinh sao mà hiểu được, nên chỗ này là chỗ rất là khó này bạn thấy nè. Và cái biến số biến nhớ thứ hai của hàm số nó là một kiểu iterable, là cái kiểu dữ liệu tuần tự, và hàm này nó trả lại một đối tượng, nó là map. Thì cái đối tượng cái kiểu dữ liệu map này nó cũng là kiểu dữ liệu là iterable, và nó cũng là kiểu dữ liệu giống như là generator, tức là kiểu dữ liệu dùng một lần. Map nó có ý nghĩa giống như là ta làm cái hàm generator lúc nãy đấy, là dùng một lần, và đây là cái hàm số đấy nhé. Cho nên là chúng ta có thể dùng cái hàm map để chúng ta có thể nhập từ bàn phím vào một chuỗi mà chúng ta chuyển sang số được rất đơn giản, vì chúng ta dùng hàm này. Tôi làm ví dụ cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ chúng ta nhập từ bàn phím vào một số đây. Tôi viết là s bằng input nhập một dãy các số nhé. Là số nguyên. Enter. Đây, tôi nhập nhé, ví dụ là 12, 0, 9, 10, 1, 8, 7, 50. Enter. À không, dãy số là không có dấu phẩy.
Để xúc cả nhau bởi dục cách nhé. Muốn cả nhau bởi dục cách, không phải dân chuyển. Rồi. Chúng ta đã xúc nguyên cả nhau bởi dục cách nhé. Enter. Thì lưu S thì là cái này. Thì S thì là số quý tự. Bây giờ tôi sẽ dùng cái hàm split. Tôi chuyển ra là tôi biết là A. A bằng S. Chấm. Split. Split. Nó sẽ chuyển A. Nó sẽ chuyển A về về một dãy, chuyển chuyển S về một dãy, mua một thử dãy đó nó làm một số ký tự, nó làm ra một ký tự A này, A là cái này là 12 không, nó đổi từ cái số nguyên này sang đây này, đó. Thế bây giờ tôi sẽ chuyển cái này về chuyển cái dãy này về dưới dạng là các số nguyên, thì tôi dùng cái hàm map, map, tôi dùng cái hàm là C hay là D đi, D bằng là map. Phần tử đầu tiên của map là hàm số, dùng cái hàm int. Hàm int là cái hàm chuyển đổi sang int. Và phần tử thứ hai là chính là cái A. Đấy. Thì với cái lệnh này thì nó sẽ biến đổi cái hàm map là cái A, A thôi là cái lệnh này này. Dùng cái hàm int, nhưng mà hàm map là cái hàm mà là nó sẽ tác động, nó sẽ chạy cái hàm này trên từ phần tử của cái dãy này và trả về là map. Đấy, thì như vậy cái hàm này nó trả lại cho D là, nó trả lại cho D là map. D bây giờ là một cái tai của D, tai của D nó là map. Tuy nhiên khi tôi list cái D này ra thì nó làm một dãy thật, là dãy thích các số là đây, được chưa? Đấy, cho nên người ta làm nhanh là như thế nào, người ta làm nhanh. Bây giờ tôi muốn là gì, tôi muốn nhập ngay một dãy các cái số cách nhau bởi bảy dấu cách, và tôi chuyển thẳng vào bộ nhớ, chuyển thẳng vào một dãy số. Thì làm như nào? Thì làm như sau. Tôi gộp tất cả các bước từ đây nhé. Từ đây là 1 này. Đây là 2 nhé. Và đây là 3 nhé. Đấy, gộp lại thành như sau này. Tôi viết là A bằng list. Đấy. List nhé. List này. Xong tôi map. Đúng không? Map có gì? Map của cái hàm in. Xong phẩy. Sau đó là một cái nhập vào, tôi dùng cái lệnh là input nhập các số cách nhau bởi dấu cách đó. Thì input này bản thân input này đây nhá, input là gì, input đây này mà thân nó là một số ký tự. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chấm, chúng ta dùng lệnh hàm split. Đấy. Sau chúng ta đóng lại một lần nữa. Thì nó đóng lại ở chỗ map này, là map này. Sau tôi vẫn đóng lại một lần nữa để cho cái hàm list nữa. Đấy, thì đây chính là cái lệnh. Đây chính là cái lệnh mà trong sách giáo khoa, trong sách mà lần trước các bạn hỏi tôi đấy. Trong cuốn sách của cái bộ của nhà xuất bản đó viết ra. Thì lệnh này tôi thấy là hoàn toàn không dùng được tí nào. Vì nó quá lớn đối với học sinh. Đấy, enter đây. Tôi nhập nhé, nhập là 15 này, 8 này, 9 này, 0 này, 11 này, trừ 9 này, 45 này, 80 này, enter này, xong. Và bị an chỉ là cái dãy đó. Này, nhìn như vậy chúng ta sẽ phải dùng lại cái hàm này, nó rất là phức tạp. Bây giờ tôi viết lại cho đẹp hơn một chút nhé. Đẹp hơn. Thì thêm chỗ này cho đẹp, thêm chỗ này là dấu 2 chấm cách giải. Từ này. Dấu cách nhé. 12 0 2 9 0 11 17 9 0 enter. Thì A là chỉ là cái này. Đây là cái lệnh mà một số lần trước các bạn nói là làm sao thì dùng một lệnh thôi, một dòng thôi mà nhập một cái dãy số trên một cái dãy trên một hàng ngang và đưa thẳng vào thành dãy số. Thế đây là lệnh đó. Các bạn thấy nó rất phức tạp đúng không? Đặc biệt là có cái hàm map, đây là cái hàm mà dùng khái niệm là gì? Khái niệm tức là một cái tham số của một cái hàm lại là một hàm khác. Như vậy in là thân nó là cái hàm. In là cái hàm, nó là cái hàm biến đổi từ sâu sang số nguyên, là một thành phần của cái hàm map. Đấy, nó rất phức tạp. Mà thân map nó là nó ra cái đối tượng là một đối tượng khác hàm, một đối tượng là map. Sau đó ta phải dùng list là chuyển sang một thân map, nó là một đối tượng giống như là tuần tự. Mà nó giống như trên ấy thờ, nó dùng một lần thôi. Đấy, chúng ta thấy nó khá phức tạp đúng không nào? Đấy, nhé.
Và bây giờ chúng ta có thể thật được tôi làm lại một cái lệnh như này, chúng ta nhập từ bàn phím tôi lên viết chương trình nhé. Đây, chúng ta làm bài số 2 ngày hôm nay đi. Tức là chúng ta nhập từ bàn phím. Nhập một dãy số nguyên từ bàn phím. Từ bàn phím nhé. Đưa vào một dãy, số. Chỉ dùng một lệnh. Đấy, ý của nó là dùng một lệnh. Thực ra thông thường chúng ta dùng nhiều lệnh, chả dùng một lệnh bao giờ cả. Chúng ta dùng một lệnh nhé. Đây, tôi coi để copy cái phần kia sang. Rồi, đây sang đây rồi này, đúng không nào? Chúng ta làm là green. Đấy, đã nhập là enter green a. Yên tâm nhé. Thì tôi ghi cái này sang là bài số 2 ngày hôm nay nhé. Bài 2. Làm chạy thử nhé. Đấy. Tôi chạy thử là 13 này. 13 là cách này. 0 này. Trừ 9 này. 10 này. 15 này. 19 này. Trừ 19 này. Trừ 8 này. Enter. Đấy, máy tính cho luôn là nhập vào là 13, 0, 9, 10, 15, 19, 19, 19, 8, thế này. Và đủ đúng một lệnh thôi. Đấy. Nhưng mà lệnh này thì học sinh, nếu học sinh thì là quá khó hiểu. Mà chúng ta không cần thiết là như vậy. Chúng ta sẽ làm hay hơn rất nhiều lần, làm nhiều lần. Rồi tôi bây giờ làm lại bài này nhé. Tôi làm nhập nhiều lần để cho nó dễ hiểu đối với học sinh lớp 10 hiện nay. Theo đúng chương trình thì làm như sau. Đây là cái bài số 2 là cái bài làm khác chương trình. Bây giờ làm lại bài này. Làm theo đúng chương trình thì làm như nào là hợp lý nhé. Bây giờ tôi sẽ vẽ sang bài 3. Nào, chúng ta thử sau nhé. Bây giờ tôi bỏ hết cái này đi. Tôi cần nhập input nhé. Tôi viết S bằng input. Input. Đấy. Đúng không? Nhập. Sau đó tôi dùng một cái hàm like. Tôi chuyển đổi từ S, hãy dùng khẩu A luôn. A chấm A bằng S chấm split. Thế này, đúng không? Sau đó tôi biến đổi ngay chữ A cũng được. Tôi dùng for x in for y in range length A, đúng không? A y bằng in A y. Đấy. Mình viết lại này thì rất dễ hiểu nhé. Nhắc lại này, tôi nhập một dãy số từ bàn phím này, tôi nhập vào, tôi viết bình thường nhập vào thành làm sâu. Trong từ sâu tôi sẽ dùng hàm split, tôi chuyển sang thành một dãy. Dãy này là các phần tử của nó là sâu. Tôi sẽ dùng một lệnh nữa để tôi chuyển tất cả các cái AI này sang số nguyên, sau đó in ra. Đấy, cái là cái cách này là dễ hiểu với học sinh. Ta làm mất 2-3 dòng thôi nhưng mà học sinh rất dễ hiểu. Chơi thử nhá. Đây này, 10 0 trừ 9 18 100 trừ 17 trừ 99, enter, ra luôn được chính xác luôn, 10, 0, trừ 9, 18, 100. Và cách viết này là dễ hiểu rất nhiều lần so với cách viết như thế này. Đây, tôi bất mà mất mất cái giờ, tôi cho bạn thì xem bài 2 nhé, bài 2 nói này, bài 2 như này, thấy bài 2 này thì quá khó hiểu luôn. Đây là cách mà trong cuốn sách mà không biết ai viết, cuốn sách của Bộ Giáo dục Đạo hướng dẫn, giáo viên làm bài giảng cho lớp 10. Thì cái này theo tôi là hoàn toàn sai. Học sinh không hiểu mà không có thiết phải nhập vào phức tạp quá như này. Mà chúng ta dùng cái bài số 3 này làm đi hơn này. Đó, nhé. Được chưa? Đấy, như vậy việc chúng ta tổng kết lại, chúng ta học được những cái gì thì nhé. Như vậy là đối với em... Mà...
đối với bản thân rồi tôi đợi tôi một chút tôi làm lại cho các bạn. Để một chút nhé, cũng mất không lọc là vừa nãy cho các bạn xem. Đúng chút đó. Tôi muốn thông qua cho các bạn biết là tất cả những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đã học bây giờ phút này thì là chúng ta có những cái gì và chúng ta chú ý những cái gì. Rồi. Đây nha. Chúng ta đã mà như vậy là ở trong mà ở trong Python thì tất cả mọi thứ đều là object. Là object hết nhé. Chúng ta chú ý. Đây nó là hướng đối tượng đấy, đúng không? Nó lập trình hướng đối tượng. Trong nó gọi là OOP đấy, Object Oriented OOP hay nhé, là đối tượng thì mọi cái đối tượng của mọi cái dữ liệu chúng ta nó đều là object hết nhé. Thì object có ba cái đặc thù chính, một là nó là kiểu của nó là kiểu gì, nó thuộc kiểu dữ liệu nào, hai là các cái value của nó value là value gì, giá trị, và thứ ba là cái khả năng bất biến hay là hả biến, đúng không? Immutable hay là mutable. Đấy, thì đó là cái khái niệm đối tượng nhé. Thì học sinh của chúng ta chỉ học các đối tượng cơ bản thôi, là kiểu sự tương lượng là in này, float này, đúng không? Bool này. Đây là ba kiểu dữ liệu đơn giản nhất nhé. Rồi là str, range mà đã dùng rồi, và list và tuple. Thì các kiểu dữ liệu này thì nó đều gọi là kiểu dữ liệu, nó gọi là sequence, là một dãy, là dãy các phần tử, dãy các phần tử. Thì tất cả là str này, range và tuple thì đều thuộc cái loại nó là bất biến. Bất biến, là nhớ lại nhé, là bất biến. Riêng list thì nó là khả biến. Tức là nó có thể thay đổi cái value. Tức là khả biến, cho nên nó có thể có hai phần tử. Hai phần tử A, B thuộc là cùng loại list cả. A giống B, A là is B, A B là 1. Nhưng mà A lại khác B. A khác B về giá trị. Nhưng là một đối tượng. Đấy, cái này là cái đặc biệt nhé. Nhưng là một đối tượng. Cái này là cái rất là khác biệt nhé. Ta chú ý nhé. Rồi bây giờ tôi nói thêm sang phần tiếp theo khó hơn này. Như vậy tất cả cái này nó đều là dãy, dãy phần tử. Và nó là sequence, mà sequence thì nó hỗ trợ cho hai cái, một là nó gọi cho lệnh in hay là cho lệnh for. Tức là for một phần tử chạy dọc theo phần tử của dãy, và nó hỗ trợ cho cả chỉ số luôn. Chỉ số, ví dụ là a, k như này thì nó là chỉ số. Thì tất cả những cái này
tất cả là cái là tất cả cái này nó đều là hỗ trợ chỉ số nhé. Được rồi, nhưng mà sĩ quan nó là cái đây là cái lớp đối tượng là nhỏ thôi, nhỏ thôi, nó nằm trong đối tượng to hơn nữa, hơn rất nhiều lần. Nó là kiểu dữ liệu là tuần tự, tuần tự, tuần tự là gì? Nó chỉ hỗ trợ cho là in thôi, nó là một dãy, nó là một dãy, nó là một dãy, nhưng mà là nó chủ thể in là in, nhưng nó không hỗ trợ cho lệnh gì, không hỗ trợ cho cái lệnh lệnh chỉ số, không có, không không có, nhưng không có như thế này. Trong thứ này thì nó chúng ta học, chúng ta học hai lớp đối tượng khác biệt nhé, hai lớp đối tượng khác biệt. Một cái nó gọi là generator. Đấy. Là những cái hàm mà chúng ta có thể khai báo mà chúng ta có thể cho đẩy ra, sinh ra từng phần tử một bằng cái từ khóa yield. Đấy, từ khóa mới nhé. Đấy. Còn cái thứ hai ta biết hôm nay là làm chỉ lệnh map. Map nó cũng là một cái đối tượng mà nó cũng là tuần tự. Tuần tự. Đấy. Thì hai thằng map và generator này nó nằm trong cái, nó nằm trong lớp tuần tự. Tuần tự là cái lớn nhất rồi. Tuần tự là cái to mà cùng mà, và đã tuần tự rồi thì nó có lệnh for, ví dụ cho có thể là in lệnh for, và nó mang làm cái dãy, nó làm một dãy nhưng mà nó không phải dãy theo kiểu là như như là trên nhé. Đó, như vậy là map và generator là hai đối tượng đặc biệt cho chúng ta vừa xem, và cái generator là rất là hay. Cái map này thì nó đành rồi, nó là lệnh của lệnh map, còn generator là được sinh bởi một cái hàm, các cái hàm có từ khóa là yield, rất là hay. Nó có thể tạo ra những cái hàm đặc biệt, cái hàm có chữ là cái hàm này nó không chứa bộ nhớ, khi chúng ta gọi nó thì nó mới sinh ra phần tử và dùng một lần, hàm map cũng dùng một lần, được chưa? Rồi chúng ta thêm một khái niệm nữa là tất cả những cái hàm số, những cái function, nó cũng là đối tượng, nó cũng là object, object là nó, cho nên chúng ta có thể khai báo một cái hàm và bên trong nó là làm cái hàm khác. Như vậy là function nó có thể là một cái đối tượng nằm bên trong một cái hàm nghiệm với hàm khác. Đó, ví dụ hàm map là một cái hàm như vậy. Hàm map là cái hàm mà nó có hai đối tượng, hai tham số. Tham số nhất là một cái hàm. Tham số thứ hai là một cái biến nhớ dạng là iterable, tức là hàm cái biến nhớ dạng là tuần tự. Và nó biến đổi cái hàm này, nó chạy trên từ phần tử này và nó trả lại một cái nghiệm là map. Sau chúng ta có dùng lệnh list thì chúng ta có thể như vậy, hoàn toàn có thể làm như sau. Cho trước một đối tượng là a, làm một cái đối tượng dạng là y từ rồi buồn là tuần tự, thì chúng ta dùng lệnh map. Dùng map là một cái hàm số, một cái function nào đó nhé. Sau đó là dữ liệu a, thời gian chúng ta trước thì chúng ta hiểu sau nhé. Cái này các bạn hiểu sau, chúng ta chỉ học sâu rồi. Rồi, thì khi ta dùng lệnh list, chúng ta sẽ đổi toàn bộ cái A này sang list. Sau khi đã biến đổi, dùng hàm function để biến đổi. Như vậy là cái A có thể làm dãy các cái dãy các phần tử là sâu. Chúng ta có thể dùng hàm in, chúng ta chuyển về là số nguyên. Đó, thì như vậy là ta nhập từ bàn phím một cái dãy, chúng ta có thể dùng hàm map, chúng ta chuyển dùng hàm list để chuyển về. Thì đó là tất cả điều gì mà tôi muốn nói với các bạn nhé. Đấy, thì tức là cho giờ phút này chúng ta học được rất ít thôi. Các bạn thấy riêng cái phần hàm số nhé, riêng cái định nghĩa cái hàm, khái niệm hàm số đấy, function đấy, thì mà chúng ta học thêm hai điều nữa. Một là cái hàm số có thể đi với từ khóa là yield để ra là cái generator, và ý thứ hai là nó cũng là một object, và sau đó cho nên chúng ta có thể đưa hàm số như là một cái tham số của một hàm số khác. Đấy. Vậy chúng ta học hôm nay cũng chỉ là một phần nhỏ của hàm số thôi. Khái niệm hàm số ở trong khái niệm hàm số trong Python nó rộng lớn kinh khủng luôn, rất rộng lớn. Đây chúng ta học cho đến phút này học được khoảng 1/10, 1/10 những gì có liên quan đến hàm số thôi. Nếu các bạn có điều kiện đọc thêm những tài liệu khác nữa của function của Python thì thấy là cái khái niệm hàm số của Python nó vô cùng mạnh mẽ, nó vô cùng kinh khủng mạnh nhé. Còn chúng ta dừng ở đây nhé. Thì chúng ta đã kết thúc ở đây. Ông lừa hoài, cái bà thầy. Ông và thầy ơi, thầy có dạy lớp Python không thầy?
Thế có dự định vào lớp đi thôi năm cao không? Đây, trước tôi mới vấn đề dạy, tôi đang viết cuốn sách đó, hay tôi bận quá, nhưng mà tôi chưa dạy được khi nào mà có điều kiện dạy. Nhá, hiện nay tôi đang rất là bận, không có điều kiện để làm. Thầy, thầy hướng dẫn qua một tí cái bài mà ở trong nhóm lớp với thầy, cái bài corona ấy, hoán dị để xem có bao nhiêu virus phát sinh ấy ạ. À? Bài nào nhỉ? Thầy vào nhóm lớp mà thầy hay chia sẻ các cái video thầy ghi lại từng bài ấy ạ. À? Có một bài của bạn gì thầy hướng dẫn qua ý tưởng trong nhóm ấy ạ. À? Tôi không nhớ biết, em phải nói nhanh, tôi không nhớ lắm đâu, em nói nhanh cái đề bài như nào nè. Và đây là em, mời trái em một tí ạ. Đây ạ. Đây à. Cho một show ký tự S chỉ chứa cờ O, L, N, A ở các vị trí bất kỳ, ta có thể thực hiện hoán đổi các ký tự này để tạo thành một cụm từ corona liên tiếp. Hiểu rồi, từ cái bài corona đấy gì? Vâng ạ, thì đầu vào bài, là cái... bài đấy thì là cực kỳ dễ, không có gì là khó cả, rất là dễ. Yeah. Tức là co này, rô này, na đúng không? Như vậy là mỗi một từ corona thì nó cần cái gì? Nó cần làm một cái tự C đúng không? Hai cái tự O, một cái tự N và một cái tự A. Thế bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta đếm xem là trong cái số cái đó nó có bao nhiêu, nó có bao nhiêu chữ C đúng không? Ví dụ như là KC chữ C, nó có là KO chữ O, nó có là K chữ ấy, và nó có là KA chữ A được không nào? Bây giờ chúng ta nhé, thế thì cái này là một này, thì KO chữ O này là phải có hai cái tự, chúng ta chia hai cái này ra. Và chúng ta lấy minimum của cái thằng này, vậy nó sẽ là lát số, sẽ là minimum của KC của KO chia 2, chia 2 này nhé, và KL và KA thôi. Nhá, bài dễ mà. Min à? Vâng. Chưa, nó không cần min. không cần hoán vị cả, mình tính thôi, mình đếm. Vâng. Và lúc em đọc qua thấy hoán vị em lại tưởng là thật toán. Hoán vị thì khó quá đây, không còn hoán vị mình có thể tính toán bằng toán học không mà. Bài này quá dễ nhá. Vâng, rồi em hiểu. Và em cảm ơn các bạn cứ tôi giữ cái nhóm, các bạn lên hỏi thì các bạn hỏi lên nhóm nhé. Bye thầy. Ơi. Nhá. Vâng, em chào thầy. Em cảm ơn thầy.